Xin kính chào quý bà con, thưa quý khách bà con. Giá sầu riêng cập nhật ngày 8 tháng 8 2024, giá hôm nay đi ngang. Tại khu vực miền Tây, mức sàn kiên 70-75.000 đồng một ký. Black Horn giá 101-120. Sáu ngũ và chuồng bò giá từ 70-75.000 đồng. Ri sáo hàng đẹp giá 50-57.000 đồng. Ri sáo mua xô từ 40-45.000 đồng. Sầu thái hàng đẹp giá 72-76.000 đồng. Sầu thái mua xô là 65-70.000 đồng. Tại khu vực miền Đông, ri sáo hàng đẹp giá 52-57, ri sáo mua xô từ 40-45. Sầu thái hàng đẹp giá 72-76, sầu thái mua xô giá 65-70.000 đồng. Tại khu vực Tây Nguyên, ri sáo hàng đẹp giá 52-57, ri sáo mua xô từ 40-45. Sầu thái hàng đẹp từ 72-76, sầu thái mua xô từ 65-70.000 đồng. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy địa phương, tùy thương lái. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.